Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với khóa học React JS cho người mới bắt đầu Và trong video này, mình với các bạn sẽ cùng nhau tạo một cái Async Action trong Redux Toolkit như thế nào nha Ok bây giờ mình, bắt đầu thôi Rồi, thì mình sẽ có một cái ông thần nó mang tên là Create Async Thunk đó Create Async Thunk ở trong Redux Toolkit này các bạn Mình click vào đây Thì mình sẽ đi tìm hiểu ông thần này và ông thần này sẽ giúp mình là gì các bạn à, Sẽ tạo ra được những cái Async Action ha Thì bản chất là nó sử dụng một cái middleware tên là Redux Thunk ha À, nó sẽ giúp mình tạo ra những được cái những cái action thì bạn coi thử là cách mình làm như thế nào ha đây nó kêu là đầu tiên là mình tạo ra một cái uh, một cái thân này ha đó sử dụng cái create origin thân sau đó là mình sẽ handle trong cái thằng extra reducer các bạn ha cái thằng cái này á trên này nó để là standard reducer logic nó with auto generated action types còn ở dưới này là mình các bạn tự định nghĩa cái loại uh, action type là ha ở trên này là bạn chỉ cần định nghĩa cái hàm thôi nó tự động generate ra cái action type tương ứng còn ở dưới này bạn phải định nghĩa ha bạn phải định nghĩa ra thì nó mới biết được là đó là cái action type gì ha tự định nghĩa lấy nè và ở đây cái action type của mình là cái uh, chính là cái hàm ở trên này bạn tạo ra cái thân ở trên này chấm fulfill ha được chưa mình sẽ handle đây là lúc mà trường hợp mà nó success thì nó sẽ cập nhật cái state ok như vậy đầu tiên mình tạo ra cái ở thân ha OK và các bạn để ý nè khi mà create sinh thân đầu tiên là cái action type của mình sau đó là nó sẽ có một cái hàm ở sinh trong này nó sẽ gồm có tham số thứ nhất là payload tham số thứ hai là cái thân API cái thân API này sẽ giúp mình làm được nhiều thứ à, trong đó cái thân API này nó sẽ làm được có thể là dispatch một cái action khác này ví dụ như là bạn tạo ra một cái ở sinh action bạn dispatch một cái để trigger cái loading show loading chẳng hạn hoặc là update một cái action khác dispatch một action khác thì bạn dùng dispatch ha cái get stay là để lấy cái current state trong cái redux uh, redux uh, store của mình ha. Rồi, thôi, mình làm thử một cái đơn giản đi. Rồi tiếp tiếp. <laughs> ok, vậy mình sẽ làm y chang cái này nha. Bây giờ mình giả bộ mình copy khúc này luôn đi cho nó lẹ. <laughs> thôi giả bộ gì làm thiệt cái chứ. Ok, uh, mình đóng này lại đi cho nó đỡ rối nè. Ok, đầu tiên mình tạo cái này ha. create a sync uh, để cho mình gõ lại nó nhắc có nè. Đấy. À, khúc này nha các bạn ấy nó đang Uh, import cái dạng require mà require tức là do cái dạng module mà dạng module này thì nó là do thằng js config để mình sửa lại chút xíu nha js config này nè thì thấy à nên command js mình sử dụng es6 nha các bạn này cho nó nhắc nó ra đó một mớ luôn nè mình xài es6 đi ha thì lúc này nó sẽ import kiểu khác à import kiểu khác xóa đi rồi import lại nè cái thân của mình đâu rồi thân Đâu rồi, đây 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 nó ra được cái dạng đúng nhúng như mình mong muốn nè đó. Ok không? <laughs> user API đó, ra được cái dạng import from rồi đó. này là create slice. Ok, cool cool cool. Rồi. Thì ngay chỗ này mình sẽ có cái uh, thằng là gọi là register, được chưa? Mình đăng ký mà. Nào, chỗ này là cái name của mình là user thì user, chỗ đây là register, register. Thân API nếu như mình muốn dispatch một action khác mình xài cái thân API, còn nếu không thì thôi, trong trường hợp này mình hãy nắm cần chỗ này sẽ là cái payload uh, tức là cái tham số mà thằng user nó nó truyền vào khi nó gọi thằng register các bạn ha lúc mà nó gọi cái action register này nè nó sẽ truyền vào cái tham số đúng không thì cái tham số đó chính là cái 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 ở đây nè, các bạn nhận được chính là cái payload ở đây ha như vậy trong này mình sẽ làm cái gì đó ha mình sẽ làm gì đó ở đây uh, mình sẽ là call api to register ha rồi mình sẽ là up uh, save data uh, to local storage chẳng hạn rồi xong sau đó là mình sẽ return về cái uh, return ví dụ mình ở đây mình return về object rộng đi thì uh, ở dưới này, này ha mình để handle là khi mà cái action này khi cái phần này mà nó thành công thì mình sẽ cần phải cập nhật cái dữ liệu đúng không cập nhật cái dữ liệu vào trong cái redux uh, redux state của mình vào trong cái này thì lúc này mình sử dụng một cái extra reducer ha đó thì trong trường hợp mình muốn thằng này nó success thì mình sẽ định nghĩa ra một cái uh, cái, cái 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 tên ha cái chuỗi nó tên là register chấm full thật ra cái đây là chỉ là một cái chuỗi thôi các bạn một cái chuỗi thôi đây là loại action type bạn hoàn toàn có định nghĩa thế lúc giống này ví dụ như là uh, user register uh, kiểu kiểu giống vậy ha rồi full chẳng hạn đó ví dụ như vậy ha đó thì ý nghĩa của cái 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 chỗ này nè cái mở ngọt vuông rồi như thế này là ý nghĩa y chang vậy đó rồi sau đó là một cái hàm thì trên này bạn có thể định nghĩa ra một cái một cái hàm ha. Thì đối với cái dạng ở thằng extra reducer á là cho những loại action type bạn tự định nghĩa lấy. Còn ở trên này bạn không cần định nghĩa action type nó tự động generate ra luôn, được chưa? Đó, rồi mình xóa này đi, mình cần full fill này thôi. Trong đây thì nó nhận được là action và uh, không, nó nhận được stay và action. À uh, coi lại đúng không? Uh, ok, stay nè, action ha. Stay là cái Stay hiện tại, action là thông tin của cái action ha. Rồi ví dụ như nha Ở đây bạn có action bạn muốn lấy payload á Thì thật ra cái payload là chỗ cái return nè Chỗ này bạn return về object rỗng Thì chỗ này cái action chấm payload chính là object rỗng Được chưa ờ, Chỗ này bạn nói là ok khi mà nó fulfill Thì mình cập nhật vô cái thằng current là stay chấm current Và nó sẽ bằng cái action chấm payload Và cái action payload này nè Là chính là cái chỗ mà bạn return ở trên cái thằng register này cho nên là chỗ này nè, lát hỏi bạn phải nhớ là return về user data ở đây nha <laughs> không return về user data return tào lao là dưới đây nó cũng ra tàu lao luôn á đó. đó, ví dụ chỗ đây bạn có mình nói ví dụ đi ha, mình nói là ok ở đây nó có cái name là easy đi ha thì lúc này cái payload ngay chỗ này nè nó sẽ lấy được là cái object có cái name là easy ok ha rồi còn cái việc mà gọi API gắn vô thì mình sẽ làm tiếp nè bây giờ mình sẽ gọi API như vậy mình sẽ có một cái ông thần là user uh, đi ha, nó sẽ là away cái hàng user api.register mình có làm mấy bài buổi trước rồi ha. truyền uh, vào cái payload tức là truyền vào cái thông tin mà 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 hàng user nó nhập trên cái form đó các bạn. Rồi sau khi mình có hàng user rồi thì bây giờ thứ nhất là mình sẽ lưu xuống cái local storage ha. Thì mình nhận về hai cái, mình nhận về bữa trước là mình đây, mình nhận về một có một cái JWT và một cái là user đúng không? Như vậy mình sẽ lưu xuống ha. Uh, lưu cái local storage.setItem chấm À, mình để là asset token luôn đi ha à, cái này mình nên đặt cái 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 hàng hàm số là hàng số các bạn nha user.jwt rồi một cái nữa là lưu thông tin user luôn các bạn lưu thông tin luôn là lúc này nó là object user, uh, cái này mình gọi là data mới hợp lý nè à, chứ không phải là user ý, ý. rồi mình sửa này là data cái này là data ha, data chấm cho data.user mà user đây là một object thì cho nên là mình phải dùng json.stringify nó ha. Rồi nhưng vậy mình sẽ lưu nó xuống nè và cuối cùng return là mình sẽ return về data.user. Đó, được chưa? Như vậy lúc này mình đang có một cái async action, nhiệm vụ của nó là nó sẽ đi gọi API với những hạng tham số mà mình sẽ truyền vào khi mình gọi ở trên component rồi xong rồi khi mà có dữ liệu trả về thành công thì mình sẽ lưu các token và user này xuống dưới local storage ha. Mình lưu để có gì mình lấy mình gắn vô trong mấy cái token các bạn gắn vô mấy cái request các bạn ha. Còn user này mình gắn để mình xài tạm tại user này ít thay đổi ha. Cho nên mình sẽ lấy mình xài tạm thay vì cứ mỗi lần bạn reload á mình có thể tận dụng lại lấy những cái thông tin này luôn. Rồi về data user này là return về cái cái user data cho mình ha. Thì lúc này cái payload này nè, action.payload nó chính là cái data.user này. Ok ha Rồi Như vậy là chúng ta vừa mới tạo ra được một cái async action Và handle trường hợp là nó Nó fulfill Được chưa Ok Ngon lành <laughs> Hy vọng là qua cái video này các bạn hiểu được cái cách mình tạo một cái async action ha Thứ nhất mình xài cái thằng Create async Thân Bản chất bên dưới là nó sử dụng cái uh, Redux Thân middleware các bạn ha Rồi như vậy mình có data Trả về rồi set trong local storage Return về cái user data nó sẽ cập nhật vô trong Redux tay Ok, ngon lành. Rồi, ở video này mình sẽ dừng ở cái việc là mình tạo ra Ocean Action thôi. Ở video tiếp theo mình sẽ cùng các bạn sử dụng cái Ocean Action này ở trên component coi nó như thế nào nha. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha.